Chiều ngày 13 tháng 10, mưa lớn khiến hơn 30 tuyến đường tại thành phố Huế và nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn lưu thông. Riêng một số nơi bị ngập từ 0,4 đến 0,6 mét, lực lượng chức năng buộc phải cấm phương tiện lưu thông. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tổ chức di dời khẩn cấp hàng trăm người dân ra khỏi vùng thấp trũng. Trong mấy ngày vừa qua, do thời tiết mưa to kéo dài, nên là đối với khu vực Quảng Phước là một cái vùng thấp trũng. Và hiện nay thì các tuyến đường đi của người dân thì đã bị chia cắt do nước dâng lên. Và đặc biệt là ở phía cuối hạ lưu sông Bồ, cái cống của Mây Dương để tiêu nước cho cái vùng hạ lưu và đã bị sạt lở. Trưa ngày 13 tháng 10, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Điền huy động hàng chục cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân phối hợp với địa phương khẩn cấp gia cố đê cống Mai Dương dài gần 100 mét bị sạt lở nghiêm trọng, hở hàm ếch và ăn sâu vào nền đường giáp ranh thôn Mai Dương và thôn Lâm Lý, thuộc xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền,